Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 4 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xác định đầu tư công là vốn mồi để thúc đẩy kinh tế phục hồi và phát triển sau Covid-19, Đà Nẵng đã dành nguồn lực lớn và triển khai nhiều giải pháp để giải ngân vốn. Một trong những vấn đề được cử tri thành phố hiện nay rất quan tâm, đó chính là việc thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy những ưu điểm trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Trong bối cảnh mà ngành du lịch đang có sự hồi phục tích cực, việc đảm bảo an ninh, an toàn, văn minh, điểm đến lại càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ kéo dài một ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden, trong đó hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, bao gồm việc hỗ trợ Ukraine.